Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên 90% nguyên liệu tạo ra sản phẩm có nguồn gốc địa phương, nguồn lao động cũng là lao động tại chỗ. Các sản phẩm phải mang nét đặc trưng, tiêu biểu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành nông nghiệp. Đáp ứng các tiêu chí khắt khe của chương trình OCOP Bà Rịa Vũng Tàu, hàng chục nông sản có giá trị của Bà Rịa Vũng Tàu đang ghi tên mình vào bản đồ đặc sản trong nước và quốc tế. Chứng nhận OCOP cũng là một lực đẩy để nông sản Bà Rịa Vũng Tàu tạo chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Đây là điểm trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh được đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở thành phố Bà Rịa và cũng là điểm trưng bày sản phẩm nông nghiệp thứ 5 trên địa bàn tỉnh. Tại đây, không chỉ trưng bày giới thiệu các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP mà còn có cả các sản phẩm đặc trưng của các địa phương và các sản phẩm đang chuẩn bị tham dự phân hạng đánh giá OCOP năm nay. Hiện nay tất cả các tỉnh người ta đang tập trung vào để giới thiệu những cái sản phẩm OCOP. Qua những sản phẩm được chứng nhận OCOP là những sản phẩm đã được đánh giá rất khắt khe về tất cả các tiêu chí, đặc biệt về chất lượng, và các kênh truyền thông, các buổi hội thảo của các tỉnh hiện nay là đang làm rất là rầm rộ, thì cái giá trị sản phẩm, cái sự lan tỏa đó nó rất là nhanh. Nhà trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Long Điền được đặt tại Trung tâm Văn hóa Bảo Thành đã thu hút hàng trăm lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm, thưởng thức và lan tỏa các nông sản của địa phương đến mọi miền đất nước. Ở đây, không chỉ trưng bày các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP mà còn có các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Long Điền. Có cái sản phẩm trưng bày ở đây thì nói chung là tất cả đều cảm thấy là một cái niềm tự hào. Cái thứ nhất là cái sản phẩm của mình có cái chất lượng tốt mới được đem vào đây để mà trưng bày. Tại vì nó là cái sản phẩm được huyện tâm huyết đầu tư rất là nhiều. Đó là cái điều mà tất cả các doanh nghiệp đều cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là hạnh phúc. Và mong muốn là đem đến cho bà con, người tiêu dùng có những cái sản phẩm vừa ngon mà vừa rẻ tiền và đảm bảo về cái chất lượng. Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hội nhập, thời gian qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã có không ít các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP được tổ chức với mục đích tạo thêm động lực cho nông sản Bà Rịa Vũng Tàu gia tăng giá trị, nâng cao lợi thế cạnh tranh, cùng với đó là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, lợi nhuận cao cho người sản xuất kinh doanh. Tôi là một cái doanh nghiệp vừa mới hình thành một cái được chừng 2 năm nay thôi, thì thành ra chúng tôi rất là cần có những cái nơi, những cái điểm để tiếp xúc với khách hàng và quảng bá sản phẩm của mình. Đó, thành ra thì nếu như huyện Long Điền là đây là một cái địa điểm đầu tiên mà trưng bày những cái sản phẩm OCOP và những cái sản phẩm tiêu biểu của huyện. Thành ra tôi thấy là đây là một cái mô hình rất là tốt và rất là cần thiết để cho chúng tôi những cái doanh nghiệp trong huyện người ta mà phát triển được cái việc kinh doanh của mình. Có nguồn nông sản giá trị cao, nhưng làm thế nào để sản phẩm đến được với người tiêu dùng, đến được với những thị trường khó tính trong và ngoài nước là một bài toán khó. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thời gian qua, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm tại Bà Rịa Vũng Tàu là một lực đẩy giúp doanh nghiệp và người sản xuất nông sản nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao thương hiệu doanh nghiệp. Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 134 sản phẩm OCOP của 65 chủ thể, trong đó 76 sản phẩm đạt 4 sao, 58 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện Châu Đức có số sản phẩm OCOP chiếm tỷ trọng cao nhất với 102 sản phẩm. Mỗi một sản phẩm được kết tinh từ công sức của người sản xuất và sự hỗ trợ của chính quyền. Các sản phẩm của địa phương tham gia chương trình OCOP đã có bước tiến lớn về chất lượng, đa dạng mẫu mã, bao bì, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và chính quyền trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp với hàng loạt chương trình hỗ trợ, đặc biệt là chương trình xúc tiến thương mại. Huyện Châu Đức khai trương cái điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP và các cái đặc sản của huyện Châu Đức. Thông qua cái điểm trưng bày này, chúng tôi muốn quảng bá cái thương hiệu sản phẩm OCOP
của huyện Châu Đức đến tay người tiêu dùng, đến du khách trong và ngoài tỉnh, để tạo điều kiện sản phẩm ô cốp Châu Đức đến tay và được thị trường, được du khách tin dùng. Và đây cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong lộ trình phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá qua các kênh truyền thông để giúp cho nhiều người biết đến sản phẩm ô cốp của huyện Châu Đức cũng như là những cái đặc sản đặc trưng của huyện Châu Đức trong cái sản phẩm nông nghiệp của Châu Đức. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Sinh Học Việt Nam được trưng bày đây cũng là một cái đánh dấu, một cái dấu ấn để khẳng định được cái thương hiệu như chất lượng sản phẩm tiêu biểu của huyện. Cũng mong muốn là tất cả các du khách khi mà đến huyện Châu Đức thì sẽ biết đến cái điểm trưng bày này, và khi biết trưng bày này thì họ sẽ trải nghiệm và cái sản phẩm mình ở đây thì họ sẽ biết được nhiều hơn, thì cái dòng sản phẩm mình được sẽ lan tỏa xa hơn. Là đơn vị tham gia đánh giá phương hạng OCOP Bà Rịa Vũng Tàu đợt 1 vào năm 2020, công ty cổ phần nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây là doanh nghiệp duy nhất có 5 sản phẩm đạt 4 sao OCOP và là đơn vị duy nhất của tỉnh được đánh giá tiềm năng năm. Hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên cổng thông tin Bộ Công Thương các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ kinh phí trồng in ấn bao bì nhãn mác, hỗ trợ kinh phí mua máy nghiền mịn phục vụ sản xuất, tạo điều kiện tham gia hơn 20 chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Có sự quan tâm tạo đà từ chương trình OCOP, Bầu Mây có thêm cơ hội bắt nhịp xu thế công nghệ, mở rộng sản xuất và tiếp cận thị trường bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt từ 12 dòng sản phẩm ban đầu, đến nay công ty cổ phần nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây đã phát triển được khoảng 20 dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Hiện các sản phẩm của công ty đang được tiêu thụ không chỉ ở thị trường trong nước mà còn được tiêu thụ tại thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Úc, Singapore và các nước Trung Đông. Doanh thu sắp xỉ 20 tỷ đồng. Chúng tôi được cái chứng nhận cái OCOP là tiềm năng của năm sao. Từ cái năm sao đó thì chúng tôi được là thị trường họ biết đến và họ được chấp nhận. Từ đó thì nó nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm hơn. Hiện nay thì chúng tôi không chỉ là cung cấp cho các cái thị trường ở trong nước, cho các cái chỗ bán mà hàng cao cấp, và chúng tôi đưa các cái thị trường ở quốc tế như là Nhật Bản, Úc, Nga, ở Trung Quốc và các nước Trung Đông như là Ả Rập và ở Singapore, Malaysia, thì chúng tôi cũng đã có các cái thị trường đó. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Bà Rịa Vũng Tàu được triển khai thực hiện ở toàn bộ khu vực nông thôn và khuyến khích triển khai ở các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh từ năm 2019. Và năm 2023 là lần đánh giá phương hạng thứ tư các sản phẩm OCOP Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu như ở lần đánh giá phương hạng đầu tiên chỉ có 20 sản phẩm của 5 chủ thể được chấm sao OCOP, thì ở lần đánh giá phương hạng này có tới 41 sản phẩm của 35 chủ thể được gắn từ 3 đến 4 sao OCOP. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, qua 4 năm triển khai rộng khắp, các sản phẩm OCOP được thị trường tin tưởng đón nhận. Việc gắn sao OCOP cũng giúp các chủ thể OCOP có nhiều thuận lợi hơn để mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển thương hiệu. Và trong giai đoạn liên kết vùng hiện nay, việc nâng tầm tạo động lực cho sản phẩm OCOP là yêu cầu quan trọng để ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu hội nhập và phát triển. Chương trình OCOP không chỉ thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nông thôn mới, mà còn giúp nông sản Bà Rịa Vũng Tàu nâng tầm giá trị. OCOP cũng giúp các đặc sản Bà Rịa Vũng Tàu vươn xa hơn, được trân trọng hơn trên thương trường quốc tế. Thông qua các cái kênh, các cái điểm bán hàng của các cái trung tâm văn hóa rồi các cái điểm của các địa phương, thì đối với ngành nông nghiệp là cơ quan thường trực, thì thông qua cái nội dung này thì muốn gửi đến các cái cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh một thông điệp là có cái thông tin, thứ nhất về thông tin về chất lượng sản phẩm, và thứ hai là hình ảnh, và thứ ba là thực tế là những sản phẩm, để qua đây là một cái nhịp cầu để đưa các cái khách đến công tác tại ngành nông nghiệp và cũng như bà con nông dân để tìm hiểu và giới thiệu những thông tin thì về những cái sản phẩm, trong đó có cái hồ sơ khoa học cũng như là cái hồ sơ sản phẩm và các cái thông tin địa chỉ của các chủ thể làm cái có thể ngành nông nghiệp và cùng các cái đơn vị trong ngành là tất cả đều có thể là giới thiệu được các sản phẩm và làm xúc tiến được cái thương mại và là cái nhịp cầu để đưa các cái chủ thể được bán được các sản phẩm, đưa sản phẩm vào những các cái nơi tiêu thụ bán lẻ và những nơi mà có cái nhu cầu sản xuất và cũng như cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.
thấy được lợi ích từ chương trình OCOP Bà Rịa Vũng Tàu nên các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các địa phương đã và đang tích cực chủ động tham gia. Được tạo động lực từ nhiều cấp ngành, chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hơn thế nữa, đây cũng là hướng đi có hiệu quả nhằm bảo vệ tên tuổi và nâng cao giá trị cho nông sản Việt Nam nói chung và nông sản Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng trên thương trường trong và ngoài nước.